Nhắc về Đà Lạt thì đây luôn là một cái điểm đến không những để nghỉ dưỡng mà còn là một nơi có không khí vô cùng trong lành và mang đến những cái cung đường chạy trail tuyệt đẹp. Đà Lạt Ultra Trail trở thành một ngày hội rất là lớn tại Lâm Đồng. Mọi người có cơ hội để trải nghiệm những con đường chạy. Với cái không khí mà nhộn nhịp, đông vui, làm cho mình cảm giác muốn chạy và muốn xuất phát luôn. Em cũng thích chạy đây, rất là mát mẻ, chạy trong rừng rất là mát. Đường chạy rất là khó và đây là một giải mà đáng trải nghiệm ở Việt Nam. Mọi người nên tham gia vào năm sau.